Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn huýt sáo để tìm điện thoại khi các bạn để quên ở trong nhà hoặc đang ngủ tối để đầu giường rơi xuống gầm giường chẳng hạn, hoặc là đi đâu mình để quên, mình huýt sáo to to tí là mình tìm thấy chiếc điện thoại của mình, đỡ phải chạy đi chạy lại. Hoặc sáng các cô phụ nữ là rất hay quên giấu điện thoại chỗ nào không biết, là phải chạy loạn lên phải huýt sáo hoặc là hét lên. Thì chúng ta bước đầu tiên là chúng ta vào CH Play, vào cái CH Play này. Rồi chúng ta đặt tên, kiếm cái tên của nó, rồi mình ghi tên vào dấu CH Play, mình ghi cho chữ to cho các bạn nhìn này. Đây ở chỗ này thì có cái with test to fit. Thì chúng ta có cái phần mềm này. Đây. Tên phần mềm này. Đây chúng ta kích vào. Đây là cái phần mềm của chúng ta. Thì chúng ta ấn vào cài đặt. Dưới đây nó cũng có một số hướng dẫn giới thiệu về ứng dụng đó. Đây khi chúng ta cài xong thì chúng ta sẽ mở lên. Chúng ta ấn vào mở đây. Vâng, chúng ta ấn cho phép. Cho phép. Chúng ta ấn cho phép hết vì các cái mic này thì để thu âm cho chúng ta, đèn flash để báo hiệu và chuông loa. Khi phần mềm khởi động lên thì nó sẽ dùng các cái đấy để nó báo động cho chúng ta. Chúng ta ấn kích vào đây. Ok. Turn on. Rồi, chúng ta kích vào đây, chúng ta ấn vào setting để cài đặt. Thì ở chỗ này có đèn flash này, chúng ta nhìn thấy có flash không? Chúng ta kích vào flash để khi báo động thì cái đèn flash của chúng ta ở đâu nó sẽ sáng lên. Khi chúng ta ở xa hoặc là chúng ta cũng không để ý lắm thì chúng ta có đèn flash để báo hiệu về tầm nhìn. Đây là rung. Rung thì khi chúng ta để ở bàn hoặc ở giường nó rung, thì chúng ta sờ vào giường chẳng hạn thì nó rung lên thì chúng ta không biết. Đây là tiếng chuông. Chúng ta thử. Đấy, chúng ta bật chuông hết cỡ đi. Đấy, chúng ta nghe thêm tiếng chuông là chúng ta thích thì chúng ta đấy. Nhạc chuông này nhìn rất hay đúng không? Các bạn vào nhé. Ấn ok. Rồi. Bây giờ chúng ta trở ra ngoài. Rồi, chúng ta trở ra ngoài. Bây giờ mình tắt đi, mình viết sáo thử xem nha. Đấy. Đấy, thế là chúng ta đã cài xong phần mềm và báo hiệu như chúng ta lúc nào mất điện thoại hoặc là chúng ta để quên điện thoại trong ví hoặc trong túi, chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ cài ứng dụng này. Đặc biệt cho những người phụ nữ ẩu thả hay quên thì nên cài cái này vào, thì chỉ cần huýt sáo là thấy thôi. Chúng ta huýt sáo lại. Đấy. Nhưng mà tiếng sáo thì nó hơi nhỏ đúng không? Chúng ta nên cài đặt lại, chúng ta hét lên xem nào. Nhưng dùng tiếng hét lên thì chắc là nó sẽ hay hơn. Chúng ta vào lại. Tắt đi. Tắt đi. Chúng ta bật lên. Và cài đặt lại.
Cái đấy là nếu mà mình muốn di mua quảng cáo thì nó sẽ bắt mình kiếm bỏ tiền vào, mất 6.000 thôi thì chúng ta sẽ không bị quảng cáo. Thôi chúng ta cứ để vào quảng cáo đi thì chúng ta được lợi cả hai bên mà, đúng không? Đây là những ngày chúng ta không không cần mình tìm đến cái phần cài đặt lại để huýt sáo. Thôi thôi rồi, mình sẽ gỡ bỏ đi vì cái này nó không có tính năng là ấy lại, thì mình sẽ gỡ bỏ đi. Mình lại vào mình gỡ bỏ ngay màn hình được, mình nề mề quá. Rồi các bạn nhé, để chúng ta kích vào đây, chúng ta gỡ bỏ đi, chúng ta cài lại thôi. Chúng ta lại vào lại CH vào đây, CH vào đây, chúng ta ghi with đây. Chúng ta mở lên này thì đầu tiên chúng ta mở lên thì nó sẽ bắt chúng ta cho phép chụp ảnh này, cho phép này, cho phép này, gọi này, ghi âm này. Thì chúng ta ấn vào cái biểu tượng này để chúng ta ghi âm vào, thổi huýt sáo ra. Chúng ta ấn A không được, chúng ta phải vẫn huýt sáo. Đấy, huýt sáo cái được ngay. Chúng ta nô ok nhá. Chúng ta là vào lại cài đặt lại này. Cài đặt lại cho nó lại chuẩn luôn. Chúng ta trở ra này. Tìm lại phát lại. Đấy, phát được luôn. Hình như cái này nó không cần phải ghi âm tiếng sáo của mình đâu, vì nuôi mình huýt cách khác. Huýt đâu cả mồm. Rồi, vâng, xin chào các bạn nhé.